Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cúng lúa mới nha mọi người. Đây này, mình sẽ quay cho mọi người xem đi. Con gà và chai rượu đây mọi người đi. Đó, mọi người thấy cái rõ không? Đi. Để mình quay cho mọi người xem luôn đi. Mình vừa cúng xong luôn. Đây, cái lúa đây mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Lúa mình vừa đã thành quả rồi mọi người. Cách đây mấy tháng mình tỉa. Đấy. Từ chỗ đây là nó giáp ngay chỗ mấy bụi coi mà nó đứng sát bị ranh mọi người đi. Để mình quay cho mọi người xem luôn. Chỗ đây nữa mọi người đi. Chỗ đây nữa nè. Đấy, để mình quay cho mọi người xem cảnh lúa rẫy luôn nè. Đây, vừa rồi lúa mới trổ bung mình cũng có quay rồi, mình gửi lên mình đăng lên Facebook rồi mọi người. Đây còn cảnh bắt đầu là mình sẽ quay cho mọi người xem đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm trại nha mọi người. Dạ. Dạ, thì ngang là cứ dạ chứ cầm ra dạ anh ấy. Đến.
bấm cái đó nó bắn nó bấm. Thế cô điện hết chặt có chi sẽ thế lượng phật họa cái lòng cô